Tiếp tục chương trình thời sự tối nay và các tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan. Do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, khăm Ta Hồ Sông Lương làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng. Hai bên đã cùng nhau trao đổi về mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt của đảng, nhà nước và nhân dân hai nước thời gian qua, đặc biệt thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào, tiếp tục phối hợp với 5 tỉnh Trung Nam Lào, trong đó có Sa La Vãn, triển khai nhiều chương trình hợp tác, các chương trình dự án trên các lĩnh vực, xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt, cấp học bổng cho cán bộ, sinh viên theo học tại các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Riêng giai đoạn 2018-2022, thành phố đã dành nguồn lực gần 116 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh bạn Lào, trong đó hỗ trợ tỉnh Sa Vãn hơn 22,3 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Vãn đã ký kết biên bản làm việc giữa mặt trận hai địa phương, qua đó thúc đẩy việc giao lưu học tập trong việc triển khai công tác mặt trận, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực khác.